大家好，我是陈老师，我来自中文五幺八。xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Lao Sư, mình đến từ tiếng Trung 58. Gần đây có một cái chủ đề rất là rầm rộ, đó chính là chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ. Và hôm vừa rồi thì mình có xem được một cái clip, đó là một bài hát chế về cái chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ này, mình thấy rất là thú vị. Và hôm nay thì mình sẽ dịch cái bài hát đấy sang tiếng Trung. Và cái về cái chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ thì không biết là các bạn nghĩ thế nào ạ? Nhìn mình tôi chẳng đúng nhiều sự mà khám phá. Hôm nay mình làm cái video này đó là bởi vì mọi người dạo này thường bán đến sắc đẹp, và đặc biệt là nhiều trường hợp cứ bỗng nhiên đẹp, rồi chợt nhìn trên newsfeed thấy rất là cũng rất quen. Âu hóa ra thằng em. 最近大家常常谈论美貌这个主题，最近咱们大家常常，mọi người thường thường, 谈论, bàn bạc, 谈论, 美貌这个主题, 主题 về sắc đẹp, 特别是不少人突然变漂亮, 特别是, đặc biệt là, 不少人, không ít người, 突然, đột nhiên, 变漂亮, trở nên xinh đẹp, và trong bài hát người ta hát là, và đặc biệt là, nhiều trường hợp cứ bỗng nhiên đẹp.突然在 New Feed 上看见一个又熟悉又陌生的人。突然 đột nhiên 在 New Feed 上trên New Feed 看见nhìn thấy 一个又熟悉又陌生的人。Một người mà vừa rất là quen lại vừa rất là lạ. 熟悉 nghĩa là quen, thân quen, quen thuộc. 陌生 thì nghĩa là lạ, lạ lẫm.又熟悉又陌生 vừa quen lại vừa lạ. 哦原来是你呀老弟。哦原来是你呀老弟。原来是thì ra là, 原来是你呀thì ra là bạn à. Và đây thêm cái từ lão弟và cho nó phù hợp với cái ngữ khí, ngữ điệu của cái bài hát này. Vì nó là bài hát chế, nghe nó vui vui nghịch nghịch nó. 原来是你呀老弟。其实nghe về vịt hoa thiên ngàcứ nghĩ ôi là cổ tích thôi mà, nhưng nay quanh chúng ta bao người chẳng cần đèn phép là cũng hóa thiên nga. Khi xưa nghe về vịt hóa thiên nga thì chúng ta sẽ dịch xuôi nó ra là trước đây nghe về cái câu chuyện con vịt biến thành thiên nga, chúng ta sẽ dịch là 以前听到鸭子变成白天鹅的故事. 以前trước đây 听到nghe được cái gì đó 鸭子变成白天鹅的故事, câu chuyện là câu chuyện, gia chữ là con vịt, 变成, biến thành, 白天鹅là thiên nga, gia chữ 变成白天鹅的故事, câu chuyện là con vịt biến thành thiên nga. 以前听到鸭子变成白天鹅的故事, 还以为那只是童话, 还以为, cứ tưởng rằng,那只是童话, đó chỉ là cổ tích thôi. 还以为那只是童话, cứ nghĩ đó chỉ là cổ tích thôi. 但现在我们身边, 但, đây là từ 但是, nghĩa là nhưng mà, 现在, bây giờ, 我们身边, xung quanh chúng ta, 不少人, bao nhiêu người, rất là nhiều người, 不用什么魔法, 不用, không cần dùng đến, 魔法 là phép lạ.也能变成, cũng có thể biến thành, 白天鹅, thiên nga. 但现在我们身边不少人不用什么魔法也能变成白天鹅. Chẳng cần phải gặp bụt và chẳng cần khóc lóc gì, đang trông như con ma trở thành một em sexy, là sự thật ở ngay trước mặt ngày nay, biết bao người thay dung nhan như thế. Và tiếp theo cái câu chẳng cần phải gặp bụt và chẳng cần khóc lóc gì, chẳng cần phải gặp bụt. Ở đây bụt chúng ta hiểu là thần tiên, là bụt, đó là từ sần xiên, bú dùng chen tạo sần xiên. Và chẳng cần khóc lóc gì, khóc lóc là từ khu chỉ, dễ bú dùng khu chỉ, bú dùng chen tạo sần xiên, dễ bú dùng khu chỉ. Đang trông như con ma, chúng ta dịch là trông chẳng tớ xiang quẩy, quẩy là ma, chẳng tớ xiang quẩy là trông giống con ma, trông chẳng tớ xiang quẩy.Trở thành một em sexy. Ở đây ý của nó là đột ngột, đột nhiên. Thì chúng ta thêm từ đột nhiên vào là thu rán. Biên trấn ý cười la mây. Trở thành một cô nàng sexy. Thu rán biên trấn ý cười la mây. Trân trạng tứa xiang quẩy. Thu rán biên trấn ý cười la mây.
是我们眼前的现实，là sự thật ở ngay trước mắt chúng ta. Hiện thực nghĩa là sự thật, hiện tiền là trước mắt, sự của mình hiện tiền là hiện thực. Tiếp theo, ngày nay biết bao người thay dung nhan như thế. Ngày nay là từ hiện tại, ngày nay hiện nay, bù sảo rấn biết bao người dùng chưa yang tờ bàn phả dùng cái biện pháp như thế này. Lái cải biên để thay đổi chữ chỉ tờ rúng mạo dung nhan của mình. Hiện tại, bù sảo rấn dùng chưa yang tờ bàn phả lái cải biên chữ chỉ tờ rúng mạo. Anh em comment đi, nghĩ sao về phẫu thuật? Comment là bình luận, nghĩa là bình luận, bàn luận. Anh em là xung tì mần các anh em. Xung tì mần, lại bình luận ý xạ. Nì tuổi trưởng lũng, yếu sở mất khăn phá. Xung tì mần, lại bình luận ý xạ. Các anh em hãy comment đi. Nì tuổi trưởng lũng, yếu sở mất khăn phá. Bạn nghĩ sao về phẫu thuật thẩm mỹ? Anh ơi, cho em xin một ý kiến ạ. Xấu thì từ ngàn năm nay người ta vẫn cứ chê bai. Người nằm mập hay ốm ngực mông hoặc răng khác thường đều thành đề tài cho người ta hùa nhau ném đá. Thì làm sao? À cay. Anh ơi, cho em xin một ý kiến ạ. Thì ta sẽ dịch là lào cưa. Anh ơi, rang wǒ fà biǎo yìxiā yìjiàn bǎ. Rang wǒ fà biǎo yìxiā yìjiàn bǎ. Fà biǎo yìjiàn, nghĩa là phát biểu ý kiến. Rang wǒ fà biǎo yìxiā yìjiàn bǎ. Xấu, chúng ta dịch là chẳng được xấu. Chẳng đứa cháu xấu. Thì từ ngàn năm nay người ta vẫn cứ chê bai. Từ ngàn năm nay chúng ta dịch là chén bài niên lại. Chén bài niên lại. Dân mân y chữ đâu trai xén chi. Dân mân y chữ đâu trai xén chi. Xén chi là chê bai. Y chữ là vẫn cứ, vẫn luôn. Dân mân y chữ đâu trai xén chi. Người ta vẫn cứ luôn chê bai. Chén bài niên lại, dân mân y chữ đâu trai xén chi. Người nào mập hay ốm là sấy thai phạng, thai sâu. Phạng là mập, sâu là ốm, gầy. Ngực là xương bù, mông là phi củ, và răng là giá trữ. Khác thường thì chúng ta dịch là y tráng. Rồi, và câu này chúng ta sẽ dịch là sấy thai phạng, thai sâu. 胸部、屁股或牙齿有什么异常? Đều thành đề tài cho người ta hùa nhau ném đá. Đều thành đề tài cho người ta cùng nhau nói xấu. Chúng ta sẽ nói là 都是让大家一起来谈论说坏话的主题. 都是 đều là 让大家 để cho mọi người 一起来谈论说坏话的主题. Chủ đề mà để cho mọi người cùng bàn luận và nói xấu. Đâu sư rằng ta gia y chỉ lại thán luận xua hoài hoa tờ chủ thí. Thì làm sao chúng ta dịch là na yêu trả lỡ. Na yêu trả lỡ. A cay. A cay. Chúng ta dịch là xin lý khủ à. Xin lý khủ à. Nên là a cay. Xấu mà mình nộp hồ sơ cạnh tranh được với gái xinh. Bằng đại học như nhau tài năng chẳng ai kém phần. Thì thế là 100% chọn ngay đứa gái xinh. Chỉ vì xấu vãi linh hồn. Xấu. Chẳng đứa cháu mà mình nộp hồ sơ cạnh tranh với gái xinh, chúng ta sẽ dịch là chào công chúa sứ hãy nhỏ cân là xiên mấy nữ chỉnh trăng. Chào công chúa sứ khi đi tìm việc làm hãy nhỏ lại còn phải cân là xiên mấy nữ chỉnh trăng. Chỉnh trăng là cạnh tranh, lại còn phải cạnh tranh với những cái cô nàng xinh đẹp kia. Chào công chúa sứ hãy nhỏ cân là xiên mấy nữ chỉnh trăng. Bằng đại học như nhau tài năng chẳng ai kém phần. Đa suế vấn phím là bằng đại học, nâng lì là năng lực, tài năng. Đa suế vấn phím hứa nâng lì, tâu cân tha mên ý yàng hảo. Đa suế vấn phím hứa nâng lì, bằng đại học và năng lực, tâu cân tha mên ý yàng hảo, đều tốt như họ. Thì thề là 100% chọn ngày được gái sinh. Chúng ta dịch là, câu này chúng ta dịch xuôi ra là, thề là 100% họ sẽ chọn cái cô gái xinh đẹp kia. Bảo chứng, họ mến 100% hội xuyển giữa chẳng được phiêu lăng đỡ nà ý cửa. Bảo chứng, thề là, chắc chắn là, họ mến 100%, họ 100% hội xuyển giữa sẽ lựa chọn chẳng được phiêu lăng đỡ nà ý cửa, cái cô gái xinh đẹp kia. Chỉ vì, chỉ sự yên vệ, có vãi linh hồn, chẩu được xe lấn.
丑的吓人，吓了giật mình，吓人tức là làm cho người khác giật mình, 丑的吓人, cách nói trong tiếng Trung đó là xấu đến mức khiến cho người khác giật cả mình. Tự mình nhìn vào gương ngôi sao cũng vãi cả linh hồn, cả cuộc đời mình sao luôn luôn vây quanh những tiếng đồn, giờ làm gì để ta sinh lên không nghe những phát ngôn kiểu như là xấu vãi linh hồn. Tự mình nhìn vào gương ôi sao cũng vãi cả linh hồn, câu này chúng ta sẽ dịch là chào trình tử, thiên à, tự chỉ đầu xa lợi ý thẻo. Chào trình tử, xoay gương, thiên à, ôi trời ơi, tự chỉ đầu xa lợi ý thẻo, chính mình cũng còn giật cả mình. Chào trình tử, thiên à, tự chỉ đầu xa lợi ý thẻo. Cả cuộc đời mình sao luôn vây quanh những tiếng đồn, chúng ta sẽ dịch là chưa bây giờ, chẳng mà ý chứ đầu trái bày bế lần ý luận. Chưa bây giờ, cả cuộc đời này, chẳng mà ý chứ đầu trái, sao cứ luôn bày bế lần ý luận, bị người ta đồn, bị người ta bình phẩm. Hiện tại, chẳng yang trái nâng ràng chữ chỉ, phèo lèng chỉ lái, bú yào thinh nà xế hoa. 现在怎样才能让自己漂亮起来？不要听那些话。现在怎样？bây giờ phải làm thế nào? 才能 mới có thể让自己漂亮起来， làm cho mình xinh lên. 不要听那些话， để không phải nghe những cái lời nói, những cái phát ngôn. Kiểu như là đa cái sự xấu vãi linh hồn, chẳng được xả lần.Là cụm từ mà ai nghe xong cũng thấy lòng rất buồn. Người bình thường mà nghe chê bai còn buồn đến đứt ruột. Vậy thì người nào sâu bẩm sinh nghe xong có thấy buồn? Rất buồn, rất buồn, rất buồn, rất buồn, rất buồn. Là cụm từ mà ai nghe xong cũng thấy lòng rất buồn. Sự cỡ rằng rất hứa lần thiên lở xin lỉ tàu huấy hẳn ná của tờ chứ chủ. Chứ chủ là cụm từ. Sự cỡ rằng rất hứa lần thiên lở xin lỉ tàu huấy hẳn ná của tờ chứ chủ.一般人听到嫌弃的话都心痛如断肠。Vậy thì người nào xấu bẩm sinh nghe xong có thấy buồn? Xấu bẩm sinh là thiên sinh chịu trả cửa chậu. 那些天生就长得丑的人。那些天生就长得丑的人。听了会难过吗? Nghe xong có thấy buồn không? 那些天生就长得丑的人。听了会难过吗?Rất buồn, rất buồn, rất buồn, rất buồn. Thì cái câu này theo những cái ngữ điệu của người ta khi diễn thì chúng ta sẽ dịch là hẳn náng của, thừa bía náng của, trao chí náng của. Thì cái thừa bía náng của nó mức độ cao hơn hẳn náng của và trao chí náng của nó còn mức độ cao hơn nữa. Khi mà trong cuộc sống người ta từng yêu và khao khát cái đẹp, nên tôi mong sao tôi cũng xinh đẹp, tôi đi tận trang cũng có sao đâu. Cái nên đánh chết, cái nên đánh chết cái đẹp cơ. Khi mà trong cuộc sống người ta thường yêu và khao khát cái đẹp, chúng ta dịch là tang sân hóa chung dẫn mân tâu ai mẩy tâu khở vàng mẩy mạo. Tang sân hóa chung dẫn mân tâu ai mẩy tâu khở vàng mẩy mạo. Nên tôi mong sao tôi cũng xinh đẹp. Số ý ủa dễ xí vàng ủa nâng biên phèo lẻng. Số ý ủa dễ xí vàng ủa nâng biên phèo lẻng.Tôi đi tân trang cũng có sao đâu, ý là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì có làm sao đâu. 我去整容又没什么。我去整容又没什么。Cái nét đánh chết cái đẹp cơ, cái nét đánh chết cái đẹp là 性格比外貌更重要呢。性格比外貌更重要。Ôi dồi ôi, người ta thường nói tài năng thì ăn đứt cái đẹp, nhưng tin tôi đi khi xấu như maAi đi xung quanh cũng sẽ tránh xa. Ôi giời ơi, người ta thường nói tài năng thì ăn đứt cái đẹp. Chúng ta nói là 我的天哪, vẫn vẫn chẳng xua, 能力比外表更重要. 我的天哪, ôi giời ơi, vẫn vẫn chẳng xua, người ta thường nói 能力比外表更重要, tài năng thì ăn đứt cái đẹp, tài năng thì quan trọng hơn cả cái đẹpNhưng tin tôi đi khi xấu như ma. Tàn xiang si ủa ba. Nhưng tin tôi đi. Tàn lý chẩu tớ xiang quẩy. Khi mà bạn xấu như ma. Ai đi xung quanh cũng sẽ tránh xa. Châu quấy tờ rắn tâu lý nỉ yuán yuán tờ. Châu quấy tờ rắn người xung quanh tâu lý nỉ đều cách bạn yuán yuán tờ. Rất là xa. Đều sẽ tránh xa bạn.
Dung nhan nhân viên công ty phải ưa nhìn mà, làm ca sĩ cũng phải ưa nhìn mà, mở shop online phải ưa nhìn mà, làm MC cũng phải ưa nhìn mà. Ra mắt gia đình xin yêu nhau dung nhan cũng cần phải ok. Đang đi sai gặp anh giao thông dung nhan cũng cần phải ok. Dung nhan nhân viên công ty phải ưa nhìn mà. Công sư trừ yuán dễ yào trảng xiang hảo khăn. Công sư trừ yuán dễ yào trảng xiang hảo khăn. Công sư trừ yuán nhân viên công ty dễ yào cũng cần phải trảng xiang hảo khăn, ngoại hình ưa nhìn. Làm ca sĩ cũng phải ưa nhìn mà. Tăng cơ sầu dễ yào trảng xiang hảo khăn. Tăng cơ sầu làm ca sĩ dễ yào cũng phải trảng xiang hảo khăn, ưa nhìn. Tăng cơ sầu dễ yào trảng xiang hảo khăn. Mở shop online phải ưa nhìn mà. Quảng sang khai tiền. Quảng sang là trên mạng, khai tiền là mở shop. Quảng sang khai tiền, mở shop online, dễ yào trảng xiang hảo khăn. Quảng sang khai tiền, dễ yào trảng xiang hảo khăn. Làm MC cũng phải ưa nhìn mà. Tăng chủ trừ lấn dễ yào trảng xiang hảo khăn. Chủ trừ lấn là MC. Ra mắt gia đình xin yêu nhau, dung nhan cũng cần phải ưa nhìn mà. Ra mắt gia đình xin yêu nhau thì chúng ta hiểu là lần đầu tiên ra mắt phụ huynh. Tì ý chữ bài phẳng tuổi phang đỡ gia trảng. Tì ý chữ bài phẳng tuổi phang đỡ gia trảng. Gia trảng là phụ huynh, là cha mẹ. Ngoại biểu dễ yào ok. Tì ý chữ bài phẳng tuổi phang đỡ gia trảng. Ngoại biểu dễ yào ok. Đang đi sai thì chúng ta hiểu là đi đường mà không tuân thủ quy tắc giao thông. Khai chưa bù chuân sầu giao thông quay chứa. Chuân sầu là tuân thủ. Giao thông quy chứa là luật giao thông. Phong tạo giao chỉnh sứ, lúc gặp phải anh giao thông. Ngoại biểu dễ yào ok, ngoại hình cũng cần phải ok. Khai chưa bù chuân sầu giao thông quy chứa. Phong tạo giao chỉnh sứ, ngoại biểu dễ yào ok. Khi sinh ra bị không sinh không ok, tôi biết làm thế nào. Đi đâu tôi đi đâu xung quanh làm sao không ai thèm đón chào. Dù là làm việc gì bên tai tôi vẫn rất nhiều lời xì sao. Nếu cứ mãi xấu thêm tôi biết phải làm sao. Khi sinh ra bị không sinh không ok, tôi biết làm thế nào. Chúng ta sẽ nói là thiên sinh ngoại biểu chiều bù hảo khăn, bù ok, wǒ yào zěnme bàn. Thiên sinh khi sinh ra ngoại biểu chiều bù hảo khăn, ngoại hình đã không đẹp, bù ok, không ok, wǒ yào zěnme bàn, tôi biết làm thế nào. Thiên sinh ngoại biểu chiều bù hảo khăn, bù ok, wǒ yào zěnme bàn. Đi đâu, tôi đi đâu, xung quanh lao sao, không ai thèm đón chào. Thì câu này, chúng ta hiểu ý của nó là tôi đi đâu cũng không được chào đón, không được đón chào. Ủa, chui ná lỉ, tao ná lỉ, đâu mấy lần hoa yến. Ủa, chui ná lỉ, tao ná lỉ, đâu mấy lần hoa yến. Dù là làm việc gì, bên tay tôi vẫn rất nhiều lời xì xào. Dù là làm việc gì, bù quản chùa sớm mở. Bên tai tôi, của sân biên, là bên cạnh tôi, vẫn rất nhiều lời xì xào. Chúng ta sẽ nói là hái sự na mở tua rắn y luận. Vẫn có nhiều người đang là bàn tán, đang bàn luận như thế. Bù quản chùa sở mơ, của sân biên, hái sự na mở tua rắn y luận. Nếu cứ mãi xấu thêm, thì biết phải làm sao. Rú của hái chi suy chưa mở chậu xa chữ, của yào chẩn mơ bàn. Nếu quả hái chi suy chưa mở chậu xa chữ, wǒ yào zěnme bàn. Nếu quả nếu như hái chi suy vẫn cứ mãi chưa mở chậu xa chữ, xấu thêm, tiếp tục xấu thêm, wǒ yào zěnme bàn, tôi phải làm thế nào. Nếu quả hái chi suy chưa mở chậu xa chữ, wǒ yào zěnme bàn. Giờ xấu cũng không sao đâu, xấu hơn cũng không sao đâu, ngó lơ hết những gì sao và hãy sống với tự hào. Giờ xấu cũng không sao đâu, xấu hơn cũng không sao đâu. Hiện tại xấu cũng mấy quan gì. Càng xấu cũng mấy quan gì. Hiện tại xấu cũng mấy quan gì. Càng xấu cũng mấy quan gì. Hiện tại xấu cũng mấy quan gì. Càng xấu cũng mấy quan gì. Ngó lơ hết những xì xào, tức là mặc kệ những lời xì xào và hãy sống với tự hào. Thì chúng ta sẽ nói là quản tha là xìa phân gián phân ủy. Phân gián phân ủy tức là những cái lời xì xào, những lời đồn đại bàn tán. Và quản tha là xìa phân gián phân ủy nghĩa là ngó lơ hết những lời xì xào, bỏ qua hết những lời xì xào và hãy sống với tự hào, là tự hào tờ của trợ bạc.
自豪的活着吧，自豪的，自豪，自豪的活着吧，管他那些风言风语，自豪的活着吧。tôi không xinh đẹp nhưng mà tôi sống với tài năng mà hãy cố như thế đi cho vui tuy sự thật khác xa tôi không xinh đẹp nhưng mà tôi sống với tài năng mà tôi không xinh đẹp thì chúng ta nói là của bình bù phèo liàng của bình bù phèo liàng từ bình ở đây là dùng để nhấn mạnh của bình bù phèo liàng nhưng mà tàn sự tôi sống với tài năng mà thì ý là tôi có tài năng mà tôi có tự chỉ đó năng lực 我有自己的能力，我并不漂亮，但是我有自己的能力。Hãy cố nghĩ thế đi cho vui, khi sự thật khác xa. Thì chúng ta sẽ nói là, 就尽量这样想，让自己开心点吧。就尽量这样想，让自己开心点吧。就尽量这样想，还是cố nghĩ như thế đi, 让自己开心点吧，để cho mình được vui lên.虽然对应事实是它远远不是这样完全không phải là như vậy ý là khác xa như vậy 就尽量这样想让自己开心点吧虽然事实远远不是这样người xấu xí bất tài này khó mà sống trên đời này viết văn viết thơ không hay tài năng không có gì này người xấu xí bất tài này chúng ta sẽ hiểu nó là tôi một cái người mà vừa xấu xí lại vừa không có tài vừa bất tài này khó mà sống trên đời này thì chúng ta sẽ hiểu nó là rất là khó để có thể sống trong cái thế giới này trong cái cuộc đời này của trước yêu cầu yêu mấy năng lý của dân hẳn nán hóa trái trước sự chia sẻ của trước yêu cầu yêu mấy năng lý của dânTôi, một kẻ vừa xấu xí vừa bất tài này hận nán hóa trái trở cửa sự chia sẻ thật là khó để có thể sống trong thế giới này trong cuộc đời này viết văn viết thơ không hay chúng ta nói là xỉa chùa xỉa sư cưa tâu xỉa tơ bù hảo xỉa chùa xỉa sư cưa tâu xỉa tơ bù hảo tài năng không có gì này rất đơn giản mấy ở sở mơ nắng lì mấy ở sở mơ nắng lìnghĩa là chẳng có tài năng nào cả. Tôi lúc hát thì cũng hay, nhưng ca sĩ ai xấu đây? Tôi cũng thích MC, nhưng MC ai lại xấu đây? Tôi lúc hát thì cũng hay, nhưng ca sĩ ai xấu đây? Tôi lúc hát thì cũng hay, chúng ta nói là 我唱的还算好听. Tôi hát thì cũng hay đấy. 我唱的还算好听. 但歌手谁长得丑啊? 但歌手谁长得丑啊? Nhưng mà ca sĩ thì có ai là xấu đâu?Tôi cũng thích MC, 我也想当主持人, có nghĩa là tôi cũng muốn được làm MC. 但主持人哪有长得丑的? 但主持人哪有长得丑的? Nhưng mà MC làm gì có ai xấu đâu? 我也想当主持人, 但主持人哪有长得丑的? Vậy thì cứ sinhNhân tạo để còn thực hiện tiếp ước mơ bao nhiêu người chế nhạo vì bình thường chẳng xinh tươi nên không ai đánh giá cao vậy thì một ngày đi tân trang xinh hơn cũng đã xa vậy thì cứ sinh nhân tạo là chiếu rấn cung mẩy ba rấn cung mẩy tức là cái vẻ đẹp nhân tạo để còn thực hiện tiếp ước mơ bao nhiêu người chế nhạo rằng nỉ nấng chi suy để bạn có thể tiếp tục sứ xen thực hiện.多少人在嘲笑你的梦想ước mơ mà bao nhiêu người đang cười nhạo bạn chế nhạo bạn rằng nỉ nấng chi suy sứ xiền 多少人在嘲笑你的梦想 ở đây chúng ta chú ý từ 嘲笑 có nghĩa là cười nhạo chế nhạo và 梦想 là ước mơ vì bình thường chẳng xinh tươi nên không ai đánh giá caoIn quay trạng xiang thai y ban trạng xiang thai y ban là trong ngoại hình quá là bình thường ý là hơi xấu trạng xiang thai y ban suối mấy lần khan hảo của suối cho nên mấy lần không có ai khan hảo của đánh giá tốt về tôi đánh giá cao về tôi khan hảo ai đó có nghĩa là đánh giá cao về ai đó In quay trạng xiang thai y ban suối mấy lần khan hảo của vậy một ngày kia đi tân trang xinh hơn cũng đã sao
ý của nó là một ngày nào, thế thì một ngày nào đó tôi đi phẫu thuật thì cũng có sao đâu. 那某一天我去整容又怎么着? 那某一天我去整容又怎么着? 怎么着 là thì đã làm sao? À, có một số vùng sẽ nói là 怎么着? 那某一天我去整容又怎么着? Cứ sinh nhân tạo, việc của mình quyết không nên quan tâm lời đứa nào. Tiền của mình mất chứ không đi xin một xu nào. Vậy thì giờ mình đi tân trang xinh hơn cũng đã sao? Bây giờ sao rồi? Thì cứ sinh nhân tạo, là chiêu rấn cung mẩy bá. Việc của mình quyết không nên quan tâm lời đứa nào. Chúng ta nói là tự chỉ tờ sự, tự chỉ chủ chủ. Tự chỉ tờ sự, tự chỉ chủ chủ. Chủ chủ tức là làm chủ, là tự mình quyết định. 不要在乎别人的话, 不要在乎别人的话, 在乎 tức là để tâm đến, quan tâm đến. 在乎别人的话 là quan tâm đến ý kiến của người khác. 自己的事自己做主, 不要在乎别人的话. Tiền của mình mất chứ không đi xin một xu nào. 花的是自己的钱, 又不是向别人要的. 花的是自己的钱, tức là tiêu tiền tiền của mình. Yêu bú sư chứ không phải là xiang bia lên yào tờ, xin của người khác. Xiang ai đó yào chén nghĩa là xin tiền từ ai đó. Ví dụ xiang papa mama yào chén là xin tiền từ cha mẹ. Hoa tờ sư chứ chỉ tờ chén, yêu bú sư xiang bia lên yào tờ. Na xin trai của chu trưởng rúng yêu chấm ở cháu. Mà hiện tại tôi đi chỉnh rồng, yêu chấm ở sao? Vậy thì bây giờ tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ có sao đâu? Thì đã sao nào? Sao nào? Sao nào? Bây giờ sao nào? Chấm ở sao? Chấm ở sao? Hiện tại chấm ở sao? Không chỉ mất tiền thôi là xong mà ta còn đau bao nhiêu ngày. Như khi dọc xuôi vẫn cứ hên xui. Không biết khi xong có sinh hơn không. Bác sĩ tôi nhận vẫn lệch cơ. Bao ngày qua lành vết liền ra chẳng may mà trông ơi hơi lệch. Không chỉ mất tiền thôi là xong, bú sư chữ hoa chén chiều xỉn lờ. Hoa chén là tiêu tiền, mất tiền. Bú sư chữ hoa chén chiều xỉn lờ. Mà ta còn đau bao nhiêu ngày? Ủa hái yào rẩn sâu hẳn đua thiên tờ thắng thùng. Ủa hái yào tôi còn phải rẩn sâu chịu đựng hẳn đua thiên tờ thắng thùng. Bao đau đớn trong bao nhiêu ngày? Ủa hái yào rẩn sâu hẳn đua thiên tờ thắng thùng. Nhưng khi xong xuôi vẫn cứ hên xuôi. Hên xuôi ở đây là từ phân xẻng. Phân xẻng tức là có khả năng là có gặp cái điều gì đó ngoài dự tính, không may. Ở hoàn thành ý hậu, khả năng hãy hồi dỗ phân xẻng. Ở nhưng mà ở hoàn thành ý hậu, sau khi xong xuôi, sau khi hoàn thành, khả năng hãy hồi có thể sẽ dỗ phân xẻng, có nguy hiểm, có hên xuôi. Ở hoàn thành 以后, khả năng hãy hồi dỗ phân xẻng. Không biết khi xong có xinh hơn không? 不知道 chẩm rúng hậu 是否 能 biển đỡ cần 漂 亮 不知道 không biết chẩm rúng hậu sau khi phẫu thuật xong 是否 liệu có 变 đỡ cần 漂 亮 xinh đẹp hơn không? 不知道 chẩm rúng hậu 是否 能 biển đỡ cần 漂 亮 bác sĩ tốt nhất, bác sĩ tốt nhất vẫn là cơ. Chúng ta hiểu là bác sĩ có tốt tới đến mấy, người bác sĩ có tốt bao nhiêu thì cũng có lúc làm không tốt. Chơi họ tờ y sân. Chơi họ tờ y sân. Dễ dầu chua bu họ tờ sử hậu. Chơi họ tờ y sân. Chơi họ tờ y sân. Dễ dầu chua bu họ tờ sử hậu. Bao ngày qua lành vết liền ra. Tua sáu thiên cua truy lở. Trái nớ uy hứa. Uy hứa tức là cái vết thương của mình. Nó liền vào. Tua sáu thiên cua truy lở, bao ngày trôi qua, trái nấu nhủy hứa mới có thể lành vết liền ra. Chẳng may mà trông hơi hơi lệch. Yào sư, khan chỉ là yếu y tiền tiền ngoài. Yào sư, là nếu như chẳng may, khan chỉ là trông yếu y tiền tiền ngoài, hơi hơi lệch. Ngoài tức là lệch đi, tức là nó hơi bị vát, hơi bị lệch. Yào sư, khan chỉ là yếu y tiền tiền ngoài. Không ưng nên ta cứ quyết gỡ ra. Đau hơn và tiền lại mất cũng hứa ra. Cứ sinh nhân tạo. Dù là mình chẳng biết trong gương mặt mới như thế nào. Dù là tiền cực tốn hay đau thân xác phải kêu gào. Đều là quyền tự do tôi cứ muốn thế cũng đã sao. Chả làm sao. Không ưng nên ta cương quyết gỡ ra.
不满意không ưng, 所以cho nên, 我坚决, ta cương quyết, 取出来, 得ra, 不满意, 所以我坚决, 取出来, đau hơn và mất tiền, lại cũng 得ra, 痛疼痛, còn đau hơn, 还要花冤枉钱, và lại còn phải mất tiền oan, 也取出来, cũng 得ra, 更疼痛, 还要花冤枉钱, 也取出来。Na cho rắn cung mày ba, vậy thì cứ sinh nhân tạo. Dù là mình chẳng biết trong gương mặt mới như thế nào, dù là nả phạ, mình chẳng biết, 我们不知道, gương mặt mới, xin tờ miệng khủng, sẽ như thế nào, hơi chẳng mấy dạng. Nả phạ, 我们不知道, xin tờ miệng khủng, hơi chẳng mấy dạng. Dù là tiền cực tốn hay thân xác phải kêu gào, 无论要花多少钱, bất kể là phải bỏ ra bao nhiêu tiền, 还是身体要承受, hay là thân xác phải chịu đựng, 多少折磨, biết bao dày vò. 无论要花多少钱, 还是身体要承受, 多少折磨, 都是我的自由, đều là tự do của tôi. 我愿意这样, tôi muốn như thế.那又怎么着thì đã làm sao? 都是我的自由,我愿意这样,那又怎么着? Chả làm sao cả, ở đây ý chúng ta hiểu là mặc kệ hết đi, chẳng sao cả. Quản tha nào, quản tha nào.Và nếu thấy trong văn trường cái nên diễn sắc đẹp được, cũng cho con nên tin luôn vì nó khác xa đời. Ôi 300 năm xưa đã trôi qua, nhân dân ta luôn thích gái xinh mà.如果你在诗歌里看到, và nếu như bạn thấy trong văn chương, xin cứa nâng tỉ tớ của ngoại biểu, cái nét đánh chết cái đẹp được, dễ bú yào lì mà xiang xin, cũng chớ có nên tin luôn. Rú của nỉ chạy sư cưa lì, khăn táo xin cứa nâng tỉ tớ của ngoại biểu, dễ bú yào lì mà xiang xin, bởi vì nó khác xa đời thường.因为它跟现实差得远呢。Ôi bao trăm năm xưa đã trôi qua, thiên nà, chiên bảy nén qua chui lở. Nhân dân ta luôn thích gái xinh mà, dân mân hải sư y chứ xỉ hoan mấy nữ. Thiên nà, chiên bảy nén qua chui lở, dân mân hải sư y chứ xỉ hoan mấy nữ.Chẳng cách đơn đau vươn lên, mất công sức mất nhiều tiền, cũng không biết xui hay hèn, chỉ với ước mong sinh lên. Theo tôi không nên công kích phẫu thuật, khi sinh ra không may khó sinh chân thật. Xoẻn chữa thần thùng là đau đớn, xoẻn chữa là lựa chọn. Xoẻn chữa thần thùng, thí cao chữ chỉ, thí cao là nâng cao. Thí cao chữ chỉ là nâng cao bản thân. Hoa hẳn đua chinh lì, mất rất nhiều công sức, hẳn đua chinh chán và mất rất nhiều tiền.花很多精力很多金钱也不知道会幸运还是会倒霉也不知道古空边会幸运谁hen还是会倒霉hay là xui也不知道会幸运还是会倒霉起为ước mong sinh lên只是希望能变得更漂亮只是希望能变得更漂亮Theo tôi, ta không nên công kích phẫu thuật. Theo tôi, 我认为, ta không nên, 我们不应该, công kích phẫu thuật, 打击整容. 我认为, 我们不应该打击整容. Khi sinh ra không may khó sinh chân thật, chúng ta hiểu ý câu này là vì không may mắn nên vừa sinh ra thì đã không được đẹp rồi. Bú sinh thiên sinh chiều bù hảo khăn, bú sinh không may thiên sinh vừa sinh ra chiều bù hảo khăn thì đã không được đẹp.Bú sinh thiên sinh chiều bù hảo khăn. Ok, và bài của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin mời các bạn cùng tiếp tục xem tiếp một chút ở đoạn cuối. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Tiếng Trung 518 thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký nha các bạn nhé, để chúng ta còn được giao lưu với nhau nhiều hơn, và các bạn sẽ thường xuyên cập nhật những bài học mới nhất từ Tiếng Trung 518 nha các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào chiên. Cứ sinh nhân tạoTheo tôi thì chúng ta đừng có tự đánh lừa mình nữa. Cái nét thì không thể nào oánh chết được cái đẹp đâu. Các bạn đừng nghĩ là các bạn chỉ cần có tài là đủ. Có một sự thật là ở ngoài kia rất nhiều đứa, nó vừa có tài mà nó lại còn đẹp nữa.
Các bạn mà chỉ có tài không thì các bạn nắm chắc phần thua rồi còn gì. Thật ra thì ở đâu đó rất là hiếm cũng có những cái câu chuyện ngược đời nó chứng minh là chúng ta chỉ cần có tài thôi, không cần có nhan sắc đâu. Sau khi đọc những cái câu chuyện đấy thì úi dồi ôi, mình cảm thấy cuộc đời nó nhân văn ấy, có nhiều câu chuyện đẹp thế. Đấy, các bạn thấy chưa? Đến câu chuyện đời sống người ta không thích những cái câu chuyện đẹp, nữa là nhan sắc con người. Và nhân hôm nay đang nói đến chủ đề đẹp, tôi xin được giới thiệu một game có đồ họa rất đẹp, đó là Dynasty Warrior Unleashed. Game tái hiện lại bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa vô cùng sống động. Trong game cũng có những cái nhân vật nữ, cái đồ mặt thì xinh, người khúc nào ra khúc nấy, đẹp